Bây giờ Nhung sẽ review mở cái hộp này. Vừa rồi thì Nhung đã tự bóc cái vỏ hộp này ra rồi, bởi vì là phải bóc trước, nếu không thì vừa cầm điện thoại vừa không quay được. Do đó là Nhung đã phải bóc trước rồi. Cả nhà thông cảm nha. Đây, cả ba cái hộp này vừa nãy mọi người nhìn đấy, ba cái hộp này đều là ba cái hộp vẫn dán bóng dính bóng kính ấy, vẫn trong hộp luôn. Ôi, không lại không cậy được rồi. Tự mình làm không làm được luôn. Trời. Trời, giúp help me. Không cậy ra được. Không cầm được. Help me. Can you help me? Trời ơi. Sao khó vậy? Đừng. Đây rồi, đẹp quá. Đây là cái hướng dẫn sử dụng sản phẩm tai bụng. Ồ, không phải là màu hồng nè. Các bạn đi không nhớ cho mình là màu hồng nè. Hôm trước là màu hồng, cái này lại là màu trắng nè. Thôi không sao, hồng trẻ con quá. Dùng màu trắng được. Đai màu hồng rồi đây. Dây đai màu hồng. Cả nhà ơi. Đây. Hả? Sao? Cái gì ạ? Cầm viêm rồi. À, rồi. Đây. Cái bé sữa cũng review sản phẩm cùng với cả mẹ cháu đấy các bác ạ. Đây, cái đai bụng sinh không này các bác ơi. Đây là quà tặng khi mà Nhung mua cái máy, cái ghế massage bụng S9. S9 của Azaki, Nhung được tặng thêm 3 phần quà vô cùng là đáng yêu. Đây là cái dây đai bụng, rất là tuyệt vời ạ. Và khi mà mình ngồi làm việc, mình có thể sử dụng nó luôn. Rồi, bóc nha. Mới tinh luôn nè. Nào bạn sữa ơi, bạn sữa đi xuống để mẹ review sản phẩm nào. Bạn sữa đi xuống đi. Còn đây là dây sạc ạ. Dây sạc đây, chắc là để sạc vào máy tính á. Thế bây giờ mình sẽ thử sạc nhá. Thử sạc vào máy tính đây. Úi trời ơi, bạn kem, bạn ấy nhớ bạn sữa quá, bạn ấy cứ kêu inh lên nè. Sợ thật ý, bạn kem bạn ấy nhớ vợ bạn ý. Bạn ấy cứ kêu inh, còn bạn sữa thì cứ bám theo bố bạn ý, buồn cười thật ý. Bạn sữa có bạn kem rồi, bạn sữa đừng bỏ rơi bạn kem thế được không? Khổ thân bạn kem quá à. Cứ gọi vợ ấm ấm này mà không, vợ không thỉnh thừa luôn à. Hướng dẫn sử dụng làm sao nhỉ, cắm vào đâu nhỉ? Chưa biết luôn. Chưa hiểu. Đây à? Có phải đây không nhỉ? Đây, vậy thì vào đây, cái đây quyển này là sử dụng, hướng dẫn sử dụng đây. Hướng dẫn sử dụng. Mình chưa biết ở đây, xem đây là cái phần hướng dẫn sử dụng. Sạc pin thì nhiều gì đây. Đây là rồi, ok. Cổng sạc chính là cái nút nó nhỏ nhỏ này. Chắc là bởi vì Nhung cầm điện thoại cho nên là khó. Clip này, đèn báo này, rồi sưởi này, cổng sạc này, nguồn dung này. Còn cái này là, chỗ này là cổng sạc này. Đây, Nhung thử làm lại nhé. Đi sạc lại nhé. Ok. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của Nhung nha. Đây, đúng rồi, Nhung đã làm được rồi. Đây sẽ là sạc. Và chỗ này là nút nguồn. Đâu
đâu nhỉ? Nút đèn báo này, cổng sạc này, cổng sạc này, đèn báo này, đây là đèn báo này, phải chưa lên, chắc là chưa vào, chưa có sạc pin là chưa vào này. Đây xem nào. Bây giờ mới sạc đây. Bây giờ Nhung vừa khui đồ, khui hộp ra thì bây giờ Nhung mới sạc đây. Và tiếp theo là phần này. Azaki. Cái này là, nhìn lại xem này. Đèn báo này. Đèn báo này, phần sưởi này. Azaki đây. Nó hơi hơi khác khác với cái mẫu này một tí. Chấm 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 này, đấy hai nút này. Cái nút này là nút sưởi này. Cái nút này là nút đèn báo này. Nguồn dung thì là sẽ là đây này. Nguồn dung sẽ là đây này. Đó, cổng sạc là đây rồi này. Ok. Và sẽ sử dụng như nào? Đây, các bước sử dụng đây. Nhấn và giữ nguồn để bật máy. Nếu cần sưởi ấm hoặc rung, nhấn nhanh các chức năng tương ứng. Thời gian hẹn giờ là 30 phút, máy sẽ tự động ngừng sau 30 phút. Nhấn nhanh nút nguồn. Nhấn nhanh nút nguồn đây. Nhấn nhanh nút nguồn. Để chọn 3 chế độ rung, đèn báo tương ứng với chế độ 1, 2, 3. Chắc là vì chưa có điện cho nên là nó chưa kêu. Ok, ok, rồi rồi. Nên chọn là cấp độ 1, cấp độ 2 để sử dụng vào mùa hè. Và cấp độ 2, cấp độ 2 và cấp độ 3 sử dụng vào mùa đông. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của Nhung nhé. Và Nhung vừa đang có điện thoại cho nên Nhung phải tắt cái video này. Và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video review cách sử dụng sau nhé. Đây là video Nhung gọi là khui hộp sản phẩm đai bụng của Azaki. Bye.